Lồng sai đấy nhá, nghe chưa? Tôi đã nói với anh nhá, anh cho xe đi đi. Nhưng mà tôi làm gì sai mà đâu đẩy tôi như thế? Ông chửi nó đấy. Tôi chửi cái gì? Tôi chưa chửi cái gì nó hết. Thế rồi đấy nha. Thế mày có đi không? Mày cầm giấy tờ là vứt của tôi như thế. Mày có đi không? Hay là mày thích gì nữa? Mày đi không? Đi đi. Để tao xử lý. Tôi có gì sai đâu mà nó vứt giấy tờ tôi như thế. Bây giờ đi lên xe đi. Lên xe đi đi. Để tôi xử lý. Bạn trước. Tôi chả làm gì sai nó làm như thế là không được. Bây giờ bảo rồi nhá. Tôi ngồi đây tao nghe hết rồi đấy. Nhưng mà tôi là làm gì đâu mà nó làm chửi, gì tôi như thế. Chửi nó. Tôi chửi thì nó làm sai tôi trước thì tôi phải chửi nó. Thế bây giờ mày có thích để tao xử lý mày không? Tôi chả sợ gì mà tôi có làm gì đâu mà xử lý thôi. Tôi chả làm cái gì mà đi xử lý tôi. Mày đi đi mà. Anh chửi người ta, anh lăng mạ người ta đấy. Nó vứt giấy tờ của tôi đất rồi tôi chả chửi à? Anh cầm một cái bình rơi, còn này là anh thích chửi, tôi sẽ cho anh vào đây chửi nhá. Mà đi ra ngoài. Mời tôi phải không? Đi lên ngoài. Lái xe đi không? Nó bảo để tao xử lý, tôi thích tao mà đi. Mày thích gây sự nữa. Tôi chả gây sự thế. Đi đi.